Lan Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018. Chương trình bản tin hoa thanh đống hôm nay gồm có hai phần. Phần 1 là tin quan trọng, phần 2 là chương trình những vì sao chiếu sáng. Trước hết, Lan Phương xin mời quý vị theo dõi phần tin quan trọng với Bích Phượng. Trung Cộng có khả năng đang luyện tập để tấn công Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tỏ ra thận trọng trước việc Trung Cộng nhanh chóng mở rộng hoạt động các chiến đấu cơ trong thời gian gần đây, Bộ Quốc phòng lo ngại Bắc Kinh có khả năng đang đào tạo, chuẩn bị cho cuộc tấn công vào Hoa Kỳ và các liên minh. Hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng đã đệ trình Quốc hội một báo cáo thường niên về sự mở rộng quân sự và an ninh liên quan đến Trung Cộng. Bản báo cáo trích dẫn sự việc hồi tháng 8 năm 2017, trong đó có 6 chiến cơ Trung Cộng đã bay qua eo biển Miyako ở phía Tây Nam Nhật Bản, sau đó bay ngược trở lại về phía Bắc bán đảo Kiki thuộc bờ biển Thái Bình Dương. Báo cáo ghi nhận không quân Trung Cộng đã thể hiện khả năng có thể tấn công vào Hoa Kỳ và các đồng minh, cũng như các căn cứ quân sự thuộc Tây Thái Bình Dương bao gồm cả Guam. Báo cáo cũng nhấn mạnh hiện Trung Cộng đang phát triển hỏa tiễn, có thể phá hủy các vệ tinh thông tin thông minh. Bắc Kinh tiếp tục tăng cường quân sự hóa không gian của mình, mặc dù nước này tuyên bố phản đối việc quân sự hóa không gian. Ngũ Giác Đài gần đây đã hủy bỏ thư mời Trung Cộng tham gia tập trận Hải quân đa quốc gia. Việc hủy bỏ là một thông điệp phản đối mạnh mẽ của Hoa Kỳ trước những hành động quân sự hóa của Trung Cộng trên Biển Đông. Đây là cuộc diễn tập được tổ chức hai năm một lần tại Hawaii từ tháng 6 đến đầu tháng 8. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ hoãn kế hoạch diễn binh Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố sẽ hoãn kế hoạch diễn binh tại Washington đã được lên kế hoạch cho ngày Cụ Chiến binh Veteran Day tháng 11. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Rob Manning thông báo hôm thứ Năm Quân đội và Tòa Bạch Ốc đã đồng ý dời cuộc diễn binh cho năm sau, tuy nhiên không cho biết lý do trì hoãn. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho ngũ dắt đài lên kế hoạch diễn binh quân sự sau khi ông tham dự cuộc diễn hành vào ngày lễ Bastille Day của Pháp năm ngoái với tư cách khách mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Cuộc diễn binh quy mô lớn nhất diễn ra tại Washington gần nhất được tổ chức vào năm 1991 để kỷ niệm việc kết thúc chiến tranh vùng Vịnh. Phương tiện truyền thông Hoa Kỳ cho biết ước đoán cuộc diễn binh sẽ tiêu tốn 92 triệu Mỹ Kim, gấp 3 lần so với ước tính sơ bộ. Một số nhà phê bình nói rằng đó là một việc làm lãng phí, tiền của người nộp thuế và gợi nhớ đến một chế độ độc tài. Đội tàu Trung Cộng hướng đến Biển Đông Một đội tàu Trung Cộng đã rời cảng hôm thứ Sáu, một ngày sau khi chính quyền nước này dỡ bỏ lệnh cấm đánh bắt cá theo mùa trên các khu vực thuộc hải phận Biển Đông. Một buổi lễ khởi hành đã được tổ chức tại tỉnh Quảng Đông. Lệnh cấm đã được đưa ra hồi tháng 5, một số tàu thuyền dự tính sẽ đến quần đảo Hoàng Sa thuộc Biển Đông, nơi Trung Cộng, Việt Nam và Đài Loan đang tranh chấp chủ quyền. Vào năm 2016, một tòa án trọng tài quốc tế đã bác bỏ các tuyên bố của Trung Cộng đối với hầu hết các khu vực thuộc hải phận Biển Đông. Tuy nhiên, Trung Cộng vẫn tiếp tục khẳng định chủ quyền bằng cách quy định một mùa cho phép đánh bắt cá trong khu vực này. Một ngư dân 52 tuổi nói rằng phần biển này thuộc về Trung Cộng. Ông cho biết ông đã bắt đánh cá ở đây một thời gian dài và hy vọng ông sẽ thu hoạch tốt trong mùa đánh bắt này. Các phần biển đông nơi Trung Cộng dỡ bỏ lệnh cấm, bao gồm các vùng biển ngoài quần đảo Senkaku, hiện Nhật Bản đang kiểm soát các đảo này. Trung Cộng và Đài Loan cũng có các tuyên bố chủ quyền ở đây. Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố mạnh mẽ các hòn đảo này vốn là một phần lãnh thổ Nhật Bản. Hai năm trước, các tàu đánh cá Trung Cộng đã kéo đến gần các hòn đảo này. Một số đã xâm nhập vào lãnh hải Nhật Bản. Năm nay, các nhà chức trách tỉnh Phúc Kiến đã chỉ thị đội tàu không được đánh cá trong các vùng biển chiến lược. Hành động này cho thấy quan hệ hai nước đang được cải thiện chuẩn bị cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đến thăm Trung Cộng trong năm nay. Trung Cộng phát triển, trình duyệt nháy Google Chrome của Google, một công ty công nghệ thông tin Trung Cộng tuyên bố đã phát triển một trình duyệt web trong nước và sau đó đã xin lỗi khi trình duyệt này bị phát hiện, sao chép công nghệ của một công ty Hoa Kỳ. Phương tiện truyền thông Trung Cộng đưa tin gần đây công ty Redcore đã công bố một software nói rằng đã phá vỡ sự độc quyền của Hoa Kỳ bằng cách phát triển một trình duyệt gốc của Trung Cộng. Tuy nhiên, ngay sau khi phát hành, người dùng đã phát hiện trình duyệt dựa trên công nghệ Google Chrome và chỉ ra Redcore đã chỉ thay thế đổi diện mạo của software này. Hôm thứ Sáu, công ty đã đưa ra lời xin lỗi và nói rằng quảng cáo của họ gây hiểu lầm. Trình duyệt dựa trên công nghệ của Google sự việc xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đang ngày càng căng thẳng. Trung Cộng đã bị Hoa Kỳ chỉ trích vì các vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều người dùng mạng Trung Cộng nói rằng sự việc này là điều đáng xấu hổ. Những người khác cho rằng điều đó sẽ dẫn đến sự thất bại của Trung Cộng và làm lợi cho phía Hoa Kỳ. FTA chấp thuận phiên bản thuốc thay thế bút tim Epipen của Tiva. Sau nhiều năm trì hoãn, các hãng bào chế Hoa Kỳ đã xóa đối thủ cạnh tranh hàng đầu nhà sản xuất Epipen Milan. Sau nhiều năm cân nhắc, nhiều người nói rằng sự trì hoãn góp phần làm tăng giá thuốc. Trong một tuyên bố hôm thứ năm, cục quản trị thực phẩm và dược phẩm cho biết Tiva Pharmaceutical đã được phê duyệt trở thành phiên bản chung của Epipen và Epipen Jr các sản phẩm là đối thủ cạnh tranh đầu tiên được FDA chấp thuận để thay thế EpiPen. Các liệu pháp thay thế khác như tiêm tự động, chẳng hạn của Adrenalic và OVQ đã có mặt trên thị trường, nhưng không được xem là thuốc thay thế EpiPen. Theo tin tức, cổ phiếu Tiva tăng gần 6%. Ông Scott Gottlieb, một ủy viên của FDA cho biết, việc phê duyệt cho phép bệnh nhân có những lựa chọn điều trị với chi phí thấp hơn cũng như một đem đến một sản phẩm khác giúp tránh tình trạng thiếu thuốc fda cho biết các sản phẩm của tiva dự kiến sẽ tạo ra những triệu chứng lâm sàng với mức an toàn tương tự như epipen và epipen junior cơ quan quản lý cho biết mặc dù có những khác biệt nhỏ về cấu tạo nhưng các sản phẩm này sẽ không ảnh hưởng đến sự an toàn hoặc hiệu quả thuốc Nhà sản xuất xe hơi điện tử, giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk nói rằng sự căng thẳng đã ảnh hưởng đến bản thân ông rất nhiều. Tờ New York Times mô tả ông Musk đã nói giữa những tiếng cười và nước mắt. Trong cuộc phỏng vấn, ông cho biết ông đã phải làm việc tới 120 giờ một tuần và đôi khi phải dùng thuốc Ambien mới có thể đi ngủ. Ông Musk nói, năm vừa qua là một năm đầy khó khăn và đau đớn trong sự nghiệp của tôi cuộc phỏng vấn được phát hành hôm thứ sáu đã đem đến những thông tin hiếm hoi về cuộc sống và tư duy của Musk. Hồi tuần trước, ông Musk đã công bố trên Twitter ông sẽ tư nhân hóa Tesla và ông bảo đảm sẽ có đủ kinh phí để làm vậy. Thông báo về việc mua lại 72 tỷ mỹ kim đã đẩy giá cổ phiếu của Tesla lên 11% trong ngày và nâng giá trị công ty lên 6 tỷ mỹ kim. Sau đó, giá cổ phiếu đã giảm trở lại nhưng vẫn còn ở mức rất cao. Wall Street Journal cho biết những cơ quan chính quyền đã yêu cầu Tesla ra hậu tòa khi ông Musk tiết lộ việc tư nhân hóa công ty. Đó là dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất đang xem xét liệu ông Musk có trung thực trong các công bố trên Twitter rằng công ty đã đạt được thỏa thuận với bộ tài chánh có giá trị ước đoán từ 25 đến 50 tỷ Mỹ Kim hay không. Tesla đã không bình luận gì, nhưng sau đó cho biết công ty đang thành lập một ủy ban cố vấn đặc biệt để đánh giá các đề nghị về tư nhân hóa tesla